Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ huyện tới cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay huyện Văn Giang đã di chuyển được gần 99% các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 4. Sáng ngày 30 tháng 1, tức ngày 21 tháng Chạp, Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở đã tổ chức lễ an vị mộ trí tại Nghĩa trang Nhân dân thôn Hoàng Trạch để phục vụ dự án đường vành đai 4, đoạn đi qua địa bàn. Tổng số mộ di chuyển từ Nghĩa trang thôn Hoàng Trạch sang khu Nghĩa trang mới là 909 ngôi, trong đó có 36 ngôi mộ vô chủ. Chúng tôi rất đồng tình tạo mọi điều kiện chuyển mộ sớm để giải phóng mặt bằng cho dự án vành đai 4. Đến giờ phút này thì 100% các phần mộ của các dòng họ chúng tôi cũng đã di chuyển xong sang khu Nghĩa trang Nhân dân mới. Chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân và các ngành các cấp vào cuộc. Thế là được sự đồng thuận của bà con nhân dân, cái này là đi là cũng rất phấn khởi cho đi là ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của xã và của huyện. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang đã di chuyển xong 3.044 trên 3.081 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án đường vành đai 4, đạt tỷ lệ gần 99%. Trong đó, số mộ ướt đã di chuyển là 96 trên 131 ngôi. Hiện xã Vĩnh Khúc còn 35 ngôi đang được chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền để nhân dân di chuyển. Hiện nay cái công tác di chuyển mộ mả thì đã cơ bản đảm bảo xong, chỉ còn 35 ngôi mộ ướt là do mới chôn cách đây khoảng 2 năm, nên là chưa đảm bảo trong cái công việc di chuyển. Để có được kết quả đó thì là trước tiên là có sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể mặt trận tổ quốc, và đặc biệt là có sự đồng thuận hưởng ứng của người dân rất là tích cực trong cái việc chấp hành chủ trương đường lối của nhà nước trong việc di chuyển mồ mả. Người dân cũng nhận thức được con đường vành đai 4 chạy qua xã địa phương là cái điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thời gian qua, các cấp chính quyền ở huyện Văn Giang đã vận động nhân dân hỗ trợ tối đa để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển các phần mộ. Qua ghi nhận, việc xây dựng các phần mộ tại khu Nghĩa Trang mới theo một mẫu thống nhất vừa tiết kiệm kinh phí lại tránh lãng phí đất. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm hoàn thiện hạ tầng các khu Nghĩa Trang mới và Nghĩa Trang mở rộng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân khi đồng thuận cao trong việc di chuyển các mộ phần để làm đường vành đai 4.